Chào hỏi xin được hân hạnh giới thiệu quý vị, phần trình diễn kế tiếp là của chị Ngọc Bích qua một màn trình diễn độc tấu sáo với nhạc phẩm Làng Tôi. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho chị Ngọc Bích. Và chắc quý vị cũng không có lạ gì với chị Ngọc Bích, chính là phu nhân của bác sĩ Hoàng Kim Thành đang đứng cạnh chị đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Và Ngọc Bích, pháp danh Diệu Tấn. Thật sự ra Ngọc Bích hôm nay xin góp vui với quý vị bài Làng Tôi. Thật sự ra Ngọc Bích đã thổi bài Làng Tôi đã 20 năm trước. Cũng thật sự ra mới tập lại trong một tuần nay, nên nếu quý vị thấy Ngọc Bích rung là cũng phải, tại vì một phần đã có 4 đứa con nên rất là bận, nhưng mà vì cũng muốn góp vui cho chương trình hôm nay nên nếu có sơ suất gì xin quý vị tha lỗi. Thật sự ra Ngọc Bích lớn lên thì cũng đã sinh hoạt ở tại chùa Linh Sơn, và ở đây cũng có thấy mặt của anh huynh trưởng hồi đó là anh Thanh Đoàn. Rồi nghe nói cũng có gia đình anh TK cũng như là anh Hòa, là những người anh chị rất là quý đối với Ngọc Bích khi lớn lên. Và Ngọc Bích nghĩ cái tiệc cây quỷ với chùa là một cái sự quan trọng, và Ngọc Bích hy vọng là hôm nay tiệc cây quỷ hôm nay sẽ được hoàn tất mỹ mãn và thành công. Và sau đây xin quý vị thưởng thức bài Làng Tôi. Thank you.
ơn quý vị. Dạ xin lỗi quý vị, hồi nãy có hơi run quá nên quên. Dạ thành thật cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn.